Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bon chen lề danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đầm dành. Bóng tôi phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tôi phía sau tiếng cười. Bóng tôi phía sau tiếng cười. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Giữ lấy trái tim mọi người. Giữ lấy trái tim mọi người. Để chúng ta là đại gia đi xa nha con. Nhìn con chơi đùa như vậy, em thật sự không muốn xa con chút nào hết á. Giờ đây nó như là ruột thịt của em rồi. Nhiều khi em nghĩ á, giữa em và Bích Vân á giống như một sợi dây vô hình buộc chặt với nhau. Em không có muốn xa nó một chút nào hết á. Hiền không nên quá thương nó như vậy. Em còn trẻ, tương lai phía trước còn dài. Chuyện hôn nhân, chuyện công việc, chuyện con cái của em sau này, anh thật sự không muốn Bích Vân con gái anh làm gánh nặng cho em. Nếu á, Bích Vân á, là gánh nặng cho em á, thì em đã để cho Bích Vân đi với anh từ lâu rồi. Cũng không thể để như vậy. Chàng trai nào dám đến với em nếu như có một con bé lúc nào cũng mẹ mẹ bên cạnh. Cho dù người ta biết rõ Bích Vân và em là như thế nào, liệu người ta có thông cảm cho em không? Nếu mà thật sự á, có người nào đó yêu em á, thì người ta phải hiểu và phải thông cảm cho em. Nhưng tình yêu cũng phải được nuôi sống bằng tiền, bằng lý lẽ. Họ không thấy được cái sợi dây vô hình giữa em và Bích Vân. Em nghĩ là có lẽ do bất trắc trong tình cảm trước đây nên có những suy nghĩ khắt khe với tình yêu. Nhưng em nghĩ chị Diễm, chị cũng có những nỗi khổ riêng của chị ấy. Đừng. Tôi không muốn cô nhắc đến tên người phụ nữ đó trước mặt tôi. Trước mặt con gái tôi cũng vậy. Để em có xử như vậy, tôi đã áy náy lắm rồi. Em làm ơn, đừng nhắc đến tên cô ta. Em xin lỗi, em cũng không muốn làm anh buồn. Ba ơi, con muốn ăn kem. Lại đây. Con muốn kem gì? Con muốn ăn tất cả loại kem trừ kem sầu riêng ra. Trừ sầu riêng? Sao lại trừ sầu riêng? Tại má Hiền không thích mùi sầu riêng. Rồi, thương lắm. Em ăn đi. Bụng dạ nào nuốt cho vô. Cô thật mới dừng được đào. Em là bác sĩ mà không biết đạo lý này sao? Giờ mình đang rối ren chạy tới chạy lui, bụng đó làm sao mà chạy được nè. Má thiệt là quá đáng mà. Làm như còn thiếu nữ vậy. Giận chồng cái bỏ nhà đi bụi à. Làm khổ con cái. Cũng tại ba, ai thương trong má ghen quá chi.
Thôi bỏ chuyện đó đi, nói chuyện của anh với ba đi. Trên thực tế là công ty mình đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh không biết giải thích sao cho em hiểu. Nếu không kịp thời thay đổi sẽ có nguy cơ dẹp điểm. Vậy thì thay đổi. Chuyện không giống như y học đâu bác sĩ. Không phải chuẩn đoán xét nghiệm, muốn thay đổi tim thì thay đổi tim, thay đổi phổi thì thay đổi phổi. Còn bây giờ thay đổi cơ cấu chủ trương, thay đổi tư tưởng người lãnh đạo, đâu có nhẹ. Sao anh không trao đổi với ba? Có chứ. Anh dần đồng ban giám đốc làm việc với ba. Nhìn dù ít. Ba bây giờ đang lẫn lộn, giữ quyền hàng một tổng giám đốc với quyền làm chủ một gia đình. Hội đồng quản trị có 5 người, trong đó có 4 người là gia đình họ Trần mình rồi. Là anh nè, ba, chú Năm nè, cô Bảy. Người thứ 5 còn lại là kỹ sư Chỉnh. Mà ông này á, mỗi lần tranh cãi với ba là ông biết chưa hến nè. Anh làm sao? Nhà mình có anh theo nghiệp ba, một mình anh nói chưa chắc ba nghe. Cũng khó cho anh thiệt đó. Giờ biết khó anh cũng phải làm chứ sao. Thị trường bây giờ đang cạnh tranh khốc liệt. Rồi chỉ cái ngành xây dựng của anh thôi cũng đủ nhức đầu rồi. Đó là chưa kể những nhà đầu tư nước ngoài. Họ vô đây á là họ đem theo trang thiết bị máy móc, kỹ thuật hiện đại. Mình không thay đổi thì làm sao mà sống. Ủa? Vậy ba với anh mâu thuẫn là vì chuyện đó đó hả? Không còn là mâu thuẫn nữa. Ba với má đi du lịch Thái Lan cũng là vì bực anh đó. Nhưng dịp vừa rồi, anh cho thay đổi một số máy móc thiết bị cho đội ngũ kỹ thuật. Anh định cổ phần hóa công ty. Ba có biết những thay đổi đó không? Anh đang cố giấu. Nhưng kiểu gì rồi ba con sẽ biết. Vậy anh có nghĩ phản ứng của ba như thế nào không? Anh chưa dám nghĩ. Chỉ hy vọng là những thay đổi của anh đem lại thành công thì ba mới vui ngoai. Nhưng những thay đổi này không mang lại hiệu quả ngay, nhất là trong giai đoạn này. Anh đang cầu. Không ngờ đại gia đình mình lại có cuộc đấu tranh giữa cái cũ và cái mới dữ dội đến như vậy. Nhưng mà anh à, em thấy là ba cũng muốn buông xuôi tất cả rồi đó. Còn gặp chuyện rắc rối với dì Mai nữa chứ. Ngay tại thời điểm này anh đang rất cực ba. Chuyện gì vậy? Sài Gòn rộng lớn mênh mông. Má bỏ đi rồi biết tìm má đâu. Chán bà già thiệt. Già rồi mà còn xịt tin thấy ớn à. Bỏ nhà đi nữa chứ. Thiệt tình. Kỳ này mà tìm được má hả? Tao nẹt má một trận cho mà coi. Mày thấy đúng không? Có gì từ 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 giải quyết. Tự nhiên bỏ nhà đi à. Còn em á, biết ông già có bồ á thì cái thằng này bồi hôm đi ăn trộm hả, tìm má không lo tìm cứ ngủ hoài vòng vòng ở đó coi. Ủa tìm được má hả anh? Tìm được cái con khỉ. Bây giờ biết má đâu mà tìm ta. Có khi nào má đi đến chỗ tình địch không? Không có đâu, má không vậy đâu anh. Ai mà biết được. Má dám bỏ đi cái rục. Chuyện gì mà không dám làm? Không có đâu anh ơi. Bây giờ nhiều khả năng má đi đâu anh biết không? Đi đâu? Đừng nói là má đi tìm bầu nhí nha. Vậy giống như ông ăn chả bạn anh em hả? Tào lao. Hồi nãy giờ em nghe anh nói xấu về má nhiều rồi đó nha. Một lát nữa mà em kiếm được má, em mét má đừng có chối à. Mệt quá. Bây giờ em nghĩ coi má đi đâu nè. Hồi đó giờ má ở trong nhà không à. Tự nhiên đùng cái bỏ nhà đi. À anh ba. Ừ? Anh hai chị Khánh kìa. Sao? Để em vô đó cho. Em phải lập công chứ. Để anh lập công hoài sao? Ảnh nói xấu má nhiều quá nên ảnh lập công chuộc tội. Nói cứ như má chắc chắn ở trỏng vậy. Thôi vô đại. Vô.
Khoan, anh á làm cái gì cũng lụp chụp hết trơn à. Nếu mà má thực sự ở trọng á thì anh em mình vô đi, thế nào cũng gặp má à. Vậy má trốn ở đâu? Nếu cần á anh điều nhân viên nhà hàng tới tìm. Còn má trốn đâu? Nói vậy đó. Anh hai coi ổng kìa. Thôi được rồi, để anh với khách vô. Kiếm má cũng nhìn lập công. Lát nữa má ra, em bắt má bỏ lên xe. Cười gì vậy? Tính vậy không đúng sao cười? Tiếm Nam ơi, Tiếm Nam. Ủa, hai đứa mới tới hả? Dạ. Để Tiếm Nam lấy chìa khóa nha. Dạ dạ. Anh, lỡ gặp má, má có la không? Em cứ bình tĩnh, đừng cho Thí biết chuyện của nhà mình. Từ từ gặp má rồi mình tính sao. Kệ Thím chứ, chuyện gia đình mình có gì đâu mà giấu. Em nghe là anh được không? Chào Thím Nam. Thím Nam khỏe không Thím? Thím Nam khỏe không Thím? Ừ, Nam? Ừ, khỏe. Hai anh em đi đâu sớm vậy? Dạ, má con có đây không Thím? Má con? Dạ. Đâu có qua đây, ủa mà má đi đâu? Tụi con có hẹn má con đi ăn sáng, tụi con về trễ, có lẽ má con giận nên đi đâu đó ra ngoài. Tụi con nghĩ là má con ghé qua đây chơi nên tụi con tới đây đón má về. Ăn sáng hả? Ăn sáng mà, ủa mà ba đâu không đi với má hả? Dạ đâu có, ba con còn ngủ. Dạ thôi, không có má con ở đây con xin phép về. Thôi thôi, vô nhà Thím chơi, tới đây rồi, vô nhà chơi con. Dạ cảm ơn Thím, dạ, thôi, anh em con để về. Để bữa khác nha Thím. Dạ. Con đi nha. Kiếm má nữa hả? Dạ. Dạ. Đi. Đi anh. Tội nghiệp quá. Kem Bích Vân ngon không? Cho má hiền miếng nha Bích Vân nha. Một miếng thôi nha. Cho ba nữa. Cho ba cắn miếng. Đâu ra má hiền coi coi có dính kem lên miệng không. Coi coi. Dơ quá như mèo ngao á. Trời ơi con gái tôi. Ngon con. Rồi. Dạ ngon. Bà Minh hư quá hả? Không có làm gương cho con gì hết á. Dơ quá trời dơ à. Tại con má hiền cũng má hiền leo leo hai cho con. Bé Vân, ăn coi chừng dính vô áo nha con. Cẩn thận đó. Nè. Tụi mình về nha. Dạ, mình về. Sao? Má không chịu về hả? Con má trong đó đâu mà về chứ không về. Thiệt không? Để anh vô tìm cho. Có khi chú Thím giấu má. Anh thiệt á? Sao Thím Năm giấu má? Nhìn thái độ của Thím Năm là em biết không có rồi. Trời ơi, vậy giờ tính sao? Nè em, cần đăng tin truyền hình không? Thôi đi ông, chưa tới mức nghiêm trọng như vậy đâu. Làm sao không nghiêm trọng? Má già rồi, một thân một mình làm sao xoay sở được đây. Em không lo, để anh lo, tốn cái bao nhiêu anh chịu hết.
Dù sao thì tôi cũng đem ít dân dở chung, trước sau gì cũng sống được. Cô đừng có lo. Anh muốn á thì ai mà cản được, vì nó là con anh mà. Vì anh đi làm suốt ngày, rồi ai chăm sóc con bé đây? Tôi sẽ cho nó ở bán trú, rồi đi làm về rước. Nhà hàng của mình á chủ yếu làm ăn được vào ban đêm thôi. Rồi bây giờ anh chăm sóc bé Bích Dân vào buổi chiều á, rồi anh không sợ anh ba cho anh nghỉ việc hả? Thì cứ cho nó chơi lanh quanh ở trong nhà hàng đó, có sao đâu. Nói vậy, anh làm gì trong môi trường như vậy, có biết bao nhiêu người tới, có người xấu, người tốt, có người muốn hãm hại anh và cả Bích Dân nữa, làm sao mà anh biết được? Cô yên tâm đi, tôi tin là mình có thể bảo vệ được con gái của mình. Giống như trước đây, hai cha con vẫn sống được mà. Huống hồ gì bây giờ tôi có việc làm nè, ổn định, lại đàng hoàng nữa. Anh thì cứ nói như vậy. Hay là vậy đi, cô cho nó về ở với tôi một tuần, nếu mà được thì ở luôn. Ủa, chị Hiền đi đâu rồi không biết nữa. Bé Dân có nhà không? Dạ không, chắc đưa nó ra ngoài rồi. Anh lên coi ba làm sao? Thôi, để cho ba một mình đi, khi nào tìm được má rồi hãy tính. Thôi, vậy thôi mình đi luôn đi ha. Đợi chị Hiền chút đã, về nói một tiếng rồi hả đi. Em vô nấu cơm cho anh ăn nha. Thôi, chắc tôi phải về nhà hàng. Ở nhà hàng không có ai hết. Cũng được. Đưa Bích Dân cho em. Thôi anh về đi làm đi. Vậy chiều nay tôi ghé qua đón Bích Dân về ở với tôi khoảng một tuần nha. Thôi Khánh, con gái chị đang ngủ mà. Kiểu này thì làm sao mà làm bác sĩ nhi khoa được đây? Con gái chị. Sáng giờ chị đi đâu vậy? Chị dẫn bé Bích Dân đi công viên chơi đó mà. Chị đi một mình hả? Không, có anh Minh ghé nữa. Vậy là ba người cùng đi hả? Anh Minh tới có chuyện gì không chị? Qua thăm bé Bích Dân. Với lại anh cũng muốn đem bé Bích Dân về ở chung nữa. Rồi chị trả lời sao? Thật sự chị cũng không muốn ảnh đem bé Bích Dân đi. Em nghĩ xem, bé Bích Dân ở lâu ngày với chị rồi cũng mến tay mến chân. Bây giờ mà nó đi thì chị cũng buồn lắm. Nhưng mà trước đây chưa có chị, cha con anh vẫn sống bình thường mà. Thì biết là vậy, nhưng trước đây khác giờ khác. Với lại ảnh là đàn ông thì làm sao mà chăm sóc bằng phụ nữ được. Nhìn thấy thương quá ha. Em kéo giúp chị cái. Em đau chị. Em chỉ thấy là chị chưa có chồng có con mà dính với Bích Dân hoài gì không được đâu. Thôi chị để anh Minh đem nó về đi. Ủa em sao vậy? Em có sao đâu. Em nghĩ anh Minh không muốn Bích Dân làm vướng bận chị thôi.
chị cứ trả lại con cho ảnh đi. Chị đưa Bích Dân về ở với anh Minh đi. Em sẽ thường xuyên qua đó chăm sóc nó. Chị đừng có lo lắng quá. Chị Hiền đâu rồi em? Chị mệt nghỉ trên phòng rồi. Vậy hả? Em nói với chị Hiền là mình về chưa? Chưa. Trên đường đi mình điện thoại nói cũng được vậy. Đi thôi. Đi. Má bỏ đi mà vui vẻ như không có gì. Nè, đi chơi nữa hay thì. Nói gì vậy? Có gì đâu. Sao? Đi tới đâu rồi? Sao không điện thoại về hỏi trước? Chạy về dưới lỡ không có hả? Sợ dưới biết chuyện hả? Trời ơi, có gì đâu mà lo quá, kệ đi. Dạ. À thôi em biết rồi. Dạ 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 dạ. Về khách sạn đi. Anh Hai với anh Khánh á, về dưới kiếm má rồi. Anh kêu gọi điện thoại ổng không chịu. Sợ dưới biết chuyện rồi làm ầm lên. Ổng lo cho thanh danh của ba quá mà không nghĩ tới má gì hết. Tại anh không hiểu ba cho nên mới nói vậy. Chứ ba cũng có nỗi khổ của ba chứ bộ. Ai mà hiểu nổi ổng. Nói thiệt nha, ổng chỉ cần cởi mở thoáng tính một chút xíu thôi thì em ba mày thành danh từ lâu rồi. Chứ không đợi mày trúng số đâu. Còn ông Hai á, sau này bảo đảm chắc luôn, cũng không thua kém gì ba hết đó. Để rồi em coi. Cũng tốt chứ làm sao. Gia đình lớn của mình á cũng cần phải có một người trụ cột. Coi vậy chứ anh mới là trụ cột gia đình á. Ừ, để rồi em coi. Ờ. Thì lúc đó trong gia đình chỉ có mình anh à. Gì? Thằng này, dạo này mày chuyên môn chống đối anh ba mày nha mày. À, bác Tài, ghé bệnh viện Nguyễn Trãi giùm em nha. Dạ. Ê, ghé đó làm chi? Em có công việc một chút. Anh về trước đi. Ủa, chết cha. Hôm qua quên hỏi má Quanh nằm phòng nào nữa. Ủa, Quanh, mới đi học về hả? Dạ. Ủa mà thầy... Kêu bằng anh nghe. Ủa, mà anh định vô thăm má em hả? Hôm qua anh chưa vô thăm được. Sáng nay nhà anh có chút chuyện nên bây giờ mới vô thăm nè. Nhưng mà từ từ đi, anh khỏi vô thăm cũng được. Sao vậy? Hình như em không muốn anh vô thăm má em hả? Không phải, tại chị em đang ở trỏng. Biết rồi, bà chị á không thích em học võ và ghét luôn thầy dạy võ chứ gì. Nhưng không sao, anh vô thăm bác mà. Ừ, thôi lát chị anh vô nghe. Ừ, sao cũng được. Vậy bây giờ mình đi đâu đó ngồi nói chuyện chút nha. Em ăn cơm trưa chưa? Anh dẫn em đi ăn cơm nha. Dạ em không đói. Đi.
Anh ba mệt anh ba. Mệt quá. Bà già đi đâu biệt tích. Chắc tôi phải đăng truyền hình quá. Chưa tới mức ở đâu anh ba. Cứ từ từ đã. Bác cũng lớn tuổi rồi, chứ có phải con nít đâu. Lớn tuổi mới phải đăng. Lỡ má tôi đi lạc thì sao? Anh làm sao cũng được. Nhưng anh thử bàn lại với mấy anh em coi sao. Cái gì cũng bàn. Bàn tới bàn lui. Lỡ bây giờ có chuyện thì sao? Hồi sáng giờ ở nhà hàng có chuyện gì không? Dạ không. Nhưng mà tôi muốn nói với anh ba mấy chuyện. Thôi, mình anh giải quyết đi. Tôi nhức đầu quá. Tôi định cho một người mới vô phụ giữ xe. Anh tự quyết đi. Còn nữa, còn một điều nữa là tôi định đem Bích Chân về đây ở chung với tôi. Ý anh ba làm sao? Tôi không có ý kiến đâu. Nhưng mà quan trọng là anh Hiền á, không biết nó chịu không. Tôi nghĩ là chắc con Hiền nó chịu không nổi đâu. Không chịu thì tôi cũng phải đưa Bích Chân về đây. Không thể để nó làm gánh nặng cho gia đình. Đúng là ở đời sống phải có suy nghĩ là tốt. Nhưng mà tôi thấy cứ thoải mái đi Minh. Như tôi nè. Vậy mà khỏe. Đừng có đa mang quá mà mệt mỏi. Nhưng mà nếu anh thích thì cứ đem Bích Dân về đây ở vô tư thoải mái. Tôi thì không sao, nhưng mà sợ là Hiền nó không đồng ý. Như vậy thì tôi cảm ơn anh ba nhiều lắm. Thật sự thì nhà anh ai cũng tốt với tôi hết. Không biết tới khi nào tôi mới trả hết cái ơn này. Ê, tối ngày cứ suy nghĩ lung ta lung tung nữa rồi. Tôi nghĩ á, anh phải cưới Khánh, yêu thương nó, làm cho nó hạnh phúc, vậy đủ rồi. Thôi, anh ba nghĩ đi, tôi xuống nhà bếp. Ê, lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi. Tôi nghĩ á, anh chỉ cần cưới Khánh, yêu thương nó, làm cho nó được hạnh phúc là đủ rồi. Đừng có nghĩ ngợi lung tung gì nữa. Và sau đây, xin mời quý vị đến với phần biểu diễn của nữ ca sĩ Huyền Sương. Huyền Sương xin kính chào quý vị khán giả. Ủa sao ca sĩ Huyền Sương mà hát ở đây? Phải không? Sao Huyền Sương mà lên đây hát? Ai biết được, chắc đi du lịch rồi người ta mời hát luôn chứ sao. Tôi báo cho cô một tin mừng. Sắp tới có khóa bồi dưỡng nghiệp vụ y tá, cô đi học nha. Dạ được lắm bác sĩ, em mừng lắm. Nếu mà được như vậy á thì em có thể trở thành một y tá lành nghề. Dạ. Mà nếu cố gắng, không chừng cô trở thành một bác sĩ giỏi nữa đó. Bác sĩ nói quá cho vui thôi mà. Kiến thức của em nông cạn, đâu có thể làm hơn được nữa. Đúng là kiến thức rất quan trọng. Nhưng cô biết điều quan trọng không kém trong nghề nghiệp này là gì không? Em nghe nói đó là y đức phải không bác sĩ? Nôm na là tấm lòng đó. Bác sĩ nói cao siêu quá à, em không có hiểu. Dạo này buổi chiều cô hay đi đâu đó? Cô có cần đi đâu, cô nói cho tôi biết nha. Tôi sẽ sắp xếp chở cô đi. Dạ không, không cần đâu bác sĩ. Thôi, tôi về nha. Khuya rồi. Chúc ngủ ngon. Và mơ một giấc mơ thật đẹp nhé.
lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu, chốn hẹn hò chiều sang có em về, em sẽ trồng lại cây xanh thương nhớ, chốn thiên đường ngập đầy lá và hoa. Nơi hoang vu bao la chỉ đất trời, ta bên nhau yêu thương không chia rời, ta xây xưa trong mây hoang em, ha? Tình yêu ngất ngây tuyệt vời. Quyền Sương, cảm ơn quý vị, cảm ơn rất nhiều. Với lý do chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với một ca khúc trữ tình lãng mạn. Lâu rồi anh mới thấy em vui như vậy. Thật hả anh? À, cũng đúng. Lâu rồi em đâu có được hát. Lúc nãy trên sân khấu á, em đẹp như nàng tiên vậy. Tất cả là vì anh thôi. Huyền Sương, mời hai người đi ăn tối. Làm nghệ thuật mà không biết uống hả? Chút chút. Không uống thì làm sao mà say? Không say thì làm sao thăng hoa trong nghệ thuật được? Nhiều lúc á, mình cũng nên say đó em. Dạ đúng, em cũng nghĩ vậy. Nhưng người ta thì say rượu, còn em thì say thứ khác. Em say ông nhạc sĩ này rồi chứ gì? Đâu có, em nói sai ở đây á là sai mồi. Chị đừng có hiểu lầm ý của em. Vậy thì phải ăn nhiều vô. Nè, em ăn đi. Trời lạnh như vậy, uống rượu ăn thịt là tuyệt vời nhất cái xứ này đó. Để thôi. Nè. Cảm ơn. Anh cũng ăn đi. Em thấy anh có vẻ ít nói quá vậy. Vậy hát có quỳ quán lâu chưa? Em hỏi chị hát ở đây lâu chưa hả? Mới 15 năm thôi. Từ khi biết hát thì chị đã gắn bó với cái tên quỳ quán này. Nó là sân khấu của cuộc đời chị. Ở đó chị có thể thỏa niềm ca hát. Chị yêu cái xứ này, cũng như yêu cái phòng trà nhỏ bé đó. Chị chưa bao giờ đi hát ở một nơi nào khác. Chị chỉ nói vui như vậy thôi, nhưng thật ra đó là cái cần câu cơm của chị. Không hát ở đó thì biết hát ở đâu nữa. Vậy còn em, với giọng hát này, sao em lại hát ở đây? Dạ cũng tình cờ. Sao? Bộ hai vợ chồng đi du lịch, rồi ông chủ quán này biết Sương nổi tiếng, rồi mời vô hát luôn phải không? Dạ, em với anh Phụng... Không sao, có gì đâu mà em phải ấp úng. Nghệ sĩ tụi mình... thì tình yêu bao la lắm, đúng không anh nhạc sĩ? Mời cô. Rồi em tính hát ở đây lâu không? Hay là em chỉ tính hát chơi vài bữa thôi? Chị thấy cỡ như em thì phải hát ở những sân khấu hoành tráng hơn thì mới phải. Em cũng chưa biết nữa. Chúng tôi sẽ hát ở đây cho đến cuối đời. Hát mỗi đêm, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Hát cho tới khi nào mà cô ấy không muốn hát nữa thì thôi. Vậy thì hay quá. Cảm ơn cô. Nâng ly. Mừng em đến với xứ sở sương mù này. Cạn nha.
Ai vậy? Dạ em tại anh hai ơi. Vô đi. Anh hai, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Dạ em đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì em cũng không thể ở lại đây lâu dài được. Cho nên em định thưa với anh hai là anh hai cho em đi. Em mang ơn anh hai nhiều lắm. Anh hai chỉ cứu em một lần chứ không thể cứu em hoài được. Chắc em phải tìm tụi nó để tính hết mọi ân oán một lần cho xong. Chú mày lấy cái gì để tìm tụi nó? Dạ em... Lấy cái thân tàn ma dạy đi tìm tụi nó hả? Nhưng ngoài nó ra em đâu còn gì đâu anh hai. Vợ con thì bỏ đi, nhà cửa thì không có. Chẳng lẽ suốt đời em phải trốn chui trốn nhủi như vậy hoài sao? Mỗi lần bị tụi nó đánh, em tự nhủ là phải kiên cường vượt qua. Nhưng bây giờ em mệt mỏi quá rồi. Em không muốn trốn chạy thằng Hai Chiếm nữa. Em muốn liều mạng với nó. Chuyện thằng Hai Chiếm á thì có pháp luật lo. Chú kiên tâm mà sống tốt. Từ nay anh hứa chú mày á sẽ không bị ăn hiếp nữa. Anh đã xin cho mày làm giữ xe nhà hàng rồi. Cứ yên tâm mà làm việc đi. Anh hai nói thiệt hả anh hai? Em mừng quá anh hai ơi. Anh có nói dối chú mày bao giờ? Dạ. Thật ra tôi không giúp được cho chú đâu. Chú phải tự giúp chính bản thân của mình mà thôi. Ở đời á còn rất nhiều người tốt chung quanh mình. Chú cứ tin tưởng mà sống. Tôi đây nè, sống được là nhờ sự cưu mang của người khác. Anh hai, thôi tạm thời cứ ở đây đi. Tôi đã sắp xếp rồi. Dạ cảm ơn anh hai. Cái ơn anh hai lớn quá anh hai ơi. Thôi sớm quá. Đi đi. Dạ em đi anh hai. Khoan khoan khoan. Dạ. Còn tiền xài không? Dạ. Xài ít thôi. Tiền là mồ hôi nước mắt của mình đó. Xài cho đúng nghĩa của nó. Dạ. Anh hai, em xin anh hai một tờ thôi. Gửi anh hai. Em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Cố gắng ăn bồi dưỡng cho nó mập chút xíu nghe. Khuya rồi em. Thôi mình về đi. Hai anh về trước đi. Sao vậy? Đêm nay trời đẹp quá. Em muốn thức để biết là mình đang hạnh phúc. Còn bây giờ đi ngủ thì quá phí. Anh hy vọng là đêm nay em sẽ ngủ thật ngon và sẽ mơ một giấc mơ thật là đẹp. Em còn thích mơ mộng. Em muốn hiện tại, bây giờ luôn là sự thật. Em muốn chúng ta mãi mãi ở lại đây, được không anh? Ừ, mãi mãi. Mình về. Thank you.
Chúng tôi sẽ hát ở đây cho tới cuối đời. Mỗi đêm, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Hát cho tới chừng nào cô ấy không muốn hát nữa thì thôi. Những lời anh nói hồi tối với chị Hoa có thật không? Mình sẽ ở đây đến cuối đời hả anh? Anh không cần phải trả lời em đâu, nhưng em biết anh sẽ làm như vậy mà, đúng không? Ánh sáng xóa tan.